could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Mario. Ôi, đối mặt Văn Toàn. 1-0 dành cho anh ra đây. 1-0 dành cho đội khách. Pha lập công của Văn Toàn. Cuối cùng thì trận sơ đoạn đấy, người ta cũng đã được chứng kiến bàn thắng. Bàn thắng thuộc về đội khách, rất bất ngờ. Pha hợp rất tốt với đường chuyền xé toang hàng phòng ngự câu lạc bộ Hà Nội, được thực hiện bởi Di Mario. Và Văn Toàn thoát xuống không mắc một sai lầm nào trong pha. Thành Đường, Quang Hải, đấy là Đoàn Văn Hậu. Có lẽ dứt điểm. Bao tỷ số được ngắn còn 2-3 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Cách biệt được ngắn xuống chỉ còn một bàn sau pha vào dứt điểm xung quanh của đội ông Dũng. Bàn thắng thứ 5 trên sân Đồng Hà Nội. Không biết mệt mỏi của đội chủ nhà, và bây giờ thì họ đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng vừa rồi của Đông Dũng. Phút 70, bên cạnh Bình Dương còn dẫn trước đội chủ nhà. Đó là cú đá thẳng. 1-0 dành cho bên cạnh Bình Dương. 1-0. Một quả đá phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Lợi thế dành cho đội khách của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Đó là một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Gương mặt không biến sắc của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go. I wish I could just forget. Đức Huy. I can never shake you off. Hùng Dũng. Bàn thắng thứ tư. 4-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đây rõ ràng là một trận đấu như một buổi đá tập của câu lạc bộ Hà Nội ở phương diện tấn công. Chắc chắn là ông Đỗ Quang Hiền phải lọc những màn trình diễn này tại một đấu trường.
tượng và mặc dù đối thủ họ đang đấu nói là cướp bóng ở đâu nhưng người đối phương đội đang tài ở những tính cách và I know I don't belong in this fantasy world. I-